Tiểu sử về bà giáo hai bán bò lụi khá gọn gàng, nhưng nếu để bà nói về triết lý kiếm tiền và tiêu tiền thì chắc có kể đến sáng mai cũng không hết. Nó chia ra từng phân đoạn, giống như mớ lá lốt này, phải rửa muối rồi xả lại nước sạch 2-3 bận, sau đó mới chọn cắt những lá nguyên đem gói thịt bò. Xào xả trước, bắt đầu trộn vô xả để muối, bột ngọt, đường này kia đầy đủ. Mấy mươi năm trước, hãy nhắc đến sâu bò lụi thơm ngon gói khéo là người ta nghĩ ngay đến bà giáo hai xóm chài. Bây giờ tay đã chậm, mắt đã mờ, cần người trợ giúp, bà vẫn giữ nghề, bởi nó giúp bà thấy mình sống vui và có ích. Đi bán rồi mới vui, ở nhà không có vui, tháng trả lương cho Kiều 900 ngàn, còn dư nhiêu thì dành, con cháu đứa nào nghèo thiếu thốn thì cho, làm sao cho có tiền, mà mình có bệnh hoạn gì đó, có sẵn tiền, nghèo người ta đâu có cho. Nghĩ cho thân mình, nên cũng như bao nhiêu phận nghèo ở xóm ngụ cư này, lúc nào bà hai cũng tìm về khu đô thị sầm uất bên kia sông. Đi bộ hết nổi thì bà mướn xe ôm, chiếc lò than dẫu nặng so với tấm lưng còng, nhưng nó giúp bà chủ động đồng tiền, nhẹ bớt mối lo khi tuổi già còn nhiều bất trắc. Hôm nay trời mưa dầm, khách thưa, vậy mà 200 sâu bò lụi bắn vèo trong tích tắc. Duyên buôn bán khiến bà dễ dàng gây chú ý, dù là mối quen hay khách lạ. Bà hai ơi, ở đây là địa điểm du lịch cho nên có nhiều khách Tây, mình muốn giới thiệu cái món bò lụi của mình thì mình nói như thế nào ạ? Thì anh nói điếp. Dạ. Còn khách Pháp? Khách Pháp thì bốc chét. Dạ. Hỏi 2 mét. Dạ. Rồi mình trả lời khoai phao sen. Người ta thường nói phi thường bất phú, còn bà cũng bán buôn nhưng chẳng mong giàu, chỉ mong có đủ sức khỏe để lao động, để tiếp tục trải niềm vui giữa cuộc đời sương gió. Ngoài kia xuôi ngược mặc kệ, cụ bà 84 tuổi vẫn minh mẫn thư nhàn theo cách của riêng mình. Bò lá lốt em ơi,